Everybody put your hands in the air. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục cái tựa game The Crew 2 này. Và hôm nay bọn mình sẽ đi phượt. Hiện tại đây là có 4 người. Và có Khang, có Neko và có một anh anh này tên gì quên mất tiêu rồi. Và đây là xe, đây là từ đầu tiên là con Su. Tiếp theo là con KTM RC8, Ducati Ducati Benigale. Và cuối cùng là con MV Agusta F4R nha. Giờ con cũng xài phụ thường. Ok. Bạn cà khỉa túi hoài ta. Được. Ok, đi 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 Khang, đi đi Khang. Ta xài cục dè. Gà đua không? Bây giờ đua không? Nó nhiều mà. Nãy giờ bạn cà khỉa túi hoài nè. Nghe được thẳng đi bạn. Đưa lên thẳng đó bạn. Thẳng quá. Thẳng của em nè, nè nè thẳng nè. Đó. Nhìn đi. Một cái thôi. Vô vô. Vô đi. Sao cái mùi chứ. Có gắn đồ không? Đi lắm nè. Thì cái con KTM RC8 này thì sản xuất vào trong game nó ghi là sản xuất vào năm 2015 và con này hiện tại là khá là hiếm nha các bạn, tại vì nó bị khai tử lâu rồi do xe nó quá mạnh đi. Con này hai máy. Thế như hồi đó mình test thì hình như nó được ba, nó ăn được con MV F4 thì phải. Nhưng mà cái hậu nó không bằng, nhưng mà không biết sao thì mình nghe ở ngoài đời thì có các bạn kia nói, có mấy bạn kia nói là hậu nó lại đâm hơn là đề ba. Theo như mình nghĩ là hai máy thì nó phải hậu nó phải thua chứ ta. Hai máy hậu đâu bằng được bốn máy đâu. Còn đề ba thì hai máy thì nó khỏe rồi. Chạy em. Nè nè đường thẳng nè bạn. Để chạy đường với Nico từ từ. Chờ chưa. Rồi rồi nè, chuẩn bị nè. Một. Đây khoan khoan qua đường cong. Con này hiện tại mình để bô là bô đút gầm nha các bạn. Và thân xe thì có một số chi tiết nhẹ là nè, carbon. Nè nè chuẩn bị nè Nico. Đuông bạn, đuông bạn, đuông 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 đuông. Vô vô ra vô, vô vô vô. Vô Dubai luôn, kẹp ba luôn. Ổn luôn. Không, kìa không. Ổn chơi Z. Z là chơi không lại. Z là thành tự thấy. Vậy. Ok giờ, ê Khang sẽ xuống Khang ơi, Khang sẽ xuống, xuống. Được dàn dàn chứ. Ông này cô được rồi mà, cô được rồi, cô được. Xuống bằng gì này cô. Thôi Khang bóp đi. Đi bóp đi. Trời ơi, Z này độ chắc luôn rồi. Xe Khang nghi lắm nè. Sao ai cũng lần lượt con mặt mình hết trơn vậy ta. Ý, ý, trời. Thấy sai lắm luôn á. Đúng chạy xe riêng nha. Nghi lắm nha, chạy xe riêng nha. Tôi nghi bạn chạy con xe màu xanh xanh á, đâm chọt rồi á. Đường thẳng Khang ơi. Tắt mình này. Bấm tiếng kèn là chạy luôn nha, bấm tiếng kèn là chạy luôn nha. Chạy
Ý con này tua máy nó lẹo quá các bạn ơi. Tua máy nó khoảng tầm tua máy nó khoảng tầm 10.500 vòng mà hết rồi. Thôi về bán xe. Nói chung là hôm nay một mình đi phượt kiểu này á thì nó khó tập trung nếu mà chạy theo làn đường lắm nha các bạn. Có thể sẽ có rất là nhiều cái pha bị sắp mặt hoặc là bị tông xe anh cuối đường kiểu. Các bạn vô bạn đề ba luôn nè bạn, chơi đề ba luôn nè bạn. Ok ok ok, đưa 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 rồi. Game này lỗi rồi, về bán xe. Mì hàng gắn độ lắm nha. Dạ, dạ em giùm ra anh cá nhiều. Mà gì? Kỳ lắm, không biết kỳ lắm. Thấy kỳ lắm. Xe máy á, gắn đồ á, cảm giác không? Sao con cái tên tiền dạo này nó yếu quá ta? Có kiếm nhẹ. Tức là cái cảm giác này là gắn đồ. Thôi đi đi, còn 37 cây đó. Xe máy mà ông bắt đồ ông cảm giác nó chạy nó không bằng xe gì ở ngoài luôn, bắt đồ thì nó giống xe gì ở ngoài đấy. Ừ, là... đúng rồi, không mà từ lúc gắn đồ nó không có được từ lúc mà test với nhau mà gắn đồ nó không có được giống nhau á, kiểu như nó bị thiếu đồ á, thiếu đồ bàn rồi bên kia thấy cũng có kiểu là có cái bớt mà nếu còn tất cả mọi người đều xanh ấy, thì được, tất cả mọi người đều xanh cây hết đó thì ok. Trong sau này nó cái kiểu lúc gió của nó, lúc gió của nhau nó hơn hơi bị GTA 5 quá. Game này phi vật lý. Cái mình nếu mà không chơi mình không nhận ra là game này đỡ hơn. Vãi lắm. Chứ này không phải nào. Trời. Nói chung là tự nhiên con tên mình thấy nó yếu yếu kiểu gì vậy các bạn ơi, yếu cực kỳ luôn. Để mình gắn đồ cho, để tiếp mình gắn đồ cho. Ok, bọn mình lên đồ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy thử lại xem là có ổn hay không, chứ lâu quá chạy thấy con xe nó kỳ kỳ sao á. Đấy, nó lại bóng hơn chút xíu rồi đó. Tự nhiên Nico lúc nãy nói là trong game này thì gắn đồ vô thì nó sẽ thật giống ngoài đời hơn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi trời. Trời. Trời cái trò gì kỳ vậy. Chạy ra đây ra đây. Đi phụ đây. Con KTM RC8 này cái phần đuôi nó nhọn lên nó đẹp cực kỳ luôn các bạn. Đầu thì theo mình là tạm tạm thôi. Cái tiếng máy trong game thì nghe nó không có được cả cho lắm. Mấy ông nội đang bu quanh nữa khỏi nghe tiếng máy luôn. Biết các bạn có nghe được tiếng mình nói hay không nữa, chứ nói về tiếng máy xe. Trời con này khó ông cua ghê. Chú Nghĩa chơi con hacker ấy, hacker mà bản đớt ấy, nó chạy sao sao á. Xe được đất mà lo lên được nhựa chạy là sao? Rồi người ta chạy ra địa hình không ưa. Nó chia ra hai bản, tự nhiên ta đã nó chia hai bản gì vậy bạn? Dê dê. Thôi em cái tầm bò. Hàng chiếc bò. Nghe không? Test thử chiếc cây đi em đi. Test thử đây đi cái đoạn. Cua.
lên đồ lên chạy nó khác các bạn xem, nó cảm giác nó vọt hơn và rồi. Nó khá là giống thật chứ mình thấy lúc nãy đồ nó chậm cực kỳ luôn á. Được rồi. Sao được. Sao gà hả, con đó đuổi tuổi không? Wow. Con đó tuổi gì, ai chạy chậm nhất thắng. Thì tới là nãy mình thắng mấy bạn, nãy mình đua 4 con support mình thắng á, chạy chậm nhất. Thôi giờ mới ôi giờ đi qua next bài á rồi. Chạy đi chạy đi. Cái con RC8 thì nó không làm được cái chiêu mà giống như quay bánh tại chỗ xong buông ra chạy á. Số 1 nó có tầm 100 mà thì buông ra cái lên tối luôn. Việt Nam à, mình có hàng chiếc đi cái cánh em rất là đẹp nha, cái đuôi nó nhọn lên đẹp, cái xương xương nó lộ ra với cả người thiết kế nó rất là cứng, rất là xương, nó độc nó lạ, xong nó to ấy. Giúp đỡ cái kiểu gì chạy lộn đường không, bán xe đi bạn. Bán xe một cái xe lăn đi đi cho nó khỏe. Ủa đúng đường mà. Đúng đâu mà đúng. Coi lại trên bản đồ nha, nó cho đi đường bên này nha, đường đường ven sông nha. Ê không ạ, mình đi đường này không mình vòng lại được không ạ? Ờ đi đường vòng được mà. Ủa leader mà không theo sự chỉ dẫn. Đã đạo đã leader. Ủa sao gặp ai không Nico? Bạn đi xa vậy? Cảm giác ấy tự nhiên tôi không bị drop FPS đúng không? Cảm giác FPS kiểu gì nó bị xíu tươi sao sao ấy. Tiếng máy con này dạng nó cũng thường thường, các bạn trong game này nó làm thường quá cho nên là mình chạy nhiều lúc mà nó lên số mình không biết luôn, nó red line luôn, nó hú mấy cái mình mới lên số được. Ồ không thấy leader luôn, nãy giờ chạy không thấy leader luôn. Everybody put your hands in the air. Trời ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Này thì xíu là lật xuống không rồi. Chạy xe về thôi. Tôi không tập trung thôi bạn. Vậy bạn kia. Hơi tối luôn kìa. Tối chơi tối sợ gì. Thank you.
nha, mình đi đường thẳng thì nó lại hợp phong thủy hơn đường này. Phí. Tôi nghĩ là sau này cũng sẽ update cái bọn khi mà tao linh ý, nó cho bọn xe máy chạy vào. Cái gì? Trời ơi, khen chuyên nghiệp. Xe hơi bị đông nha các bạn. Cái này nãy giờ té hết trơn nguyên tim. Cứ chiếc này lạng qua chiếc kia lạng qua chiếc nọ, chặt đầu nhau không. Nên là chỗ này nó không có chức năng té nữa. Thôi nãy giờ đi xe lăn hết trơn rồi. Thực sự trong game này cái tiếng máy của con RC8 này nghe nó không hay một xíu nào luôn á. Nó cứ kỳ kỳ cái kiểu gì á. Còn ngoài đời thì mình không biết nha. Ngoài đời thì mình không có nói, mình nói trong game thôi. Thì trong này thì thường mấy chiếc bốn máy cái tiếng nó cũng na ná nhau. Giống 1000 rồi su rồi đêm đức nó y chang nhau luôn. Ủa chạy đi chô kìa. Bấm lộn nó xếp bên trái. Thôi thôi bạn đừng bị quên đi đường thẳng nó khác. Chơi gãi cái thằng quất từ đây xuống cái chỗ kia chưa nó thôi như là nghĩ này ta nói kia nữa. Thôi tôi bóp thằng tay này, bóp thằng em chưa. Ủa ai bóp á, tôi bóp thằng. Ok, mình với Khang sẽ chạy với nhau nha. Chờ. Chờ. Rồi ok. Đúng là con này để ba kém thì It was at this moment that he knew he fucked up. Trời với gà. Không, đúng là con này đề ba kém rồi mà hậu nó vô quá. Hậu nó dí gần kịp luôn á. Lại đằng này lại nè. Ủa gì cái gì mà dân nó đi ngoài đường dữ vậy? Nên tôi nghĩ chạy đây an toàn nhất đâu mà chạy đường dành cho xe đạp. Không, ông ấy nói là dành cho xe hai bánh. Đây đi là thôi. Ok, bốn chiếc luôn, bốn chiếc tập hợp luôn. Được cái kèn thứ ba nữa. Ok. Đồ kia và trên luôn. Chờ. Chưa có gió đâu, lúc thì sớm.
Ôi khang chơi sớm kìa. Đường này chạy sướng quá các bạn ơi. Dí gần tới rồi. Dí gần tới rồi nè. Cũng dị vậy. Trời, đạn này thẳng ghê luôn á. Ừ, đợt này test bao sướng luôn á. Lại là hai bản này nè, thích á. Lại không? Từ đây xuống, Nãy Khang bóp, nãy Khang chạy lẹo quá à. Rồi anh dâm chạy nè, anh bóp Khang chưa? Đi xèn sát à? Đúng rồi, xèn sát đây. Một rao này. Gì đó lên bàn. Thua rồi, ngày năm sau có gà trên bàn luôn. Thua. Ôi, đang chạy tốc độ cao mà con xe nó quẹo một phát một. Ăn nguyên cây cột luôn. Đừng mà test sướng ghê ta. Mà cái nó hơi bị nhiều xe thôi. Cờ lâu sớm sát lại gần nhau hơn. Thứ ba em nha. Tên đâm hậu báo bạn. Kỳ ta, mà thường hai máy nó phải đề ba nhanh chứ. Tại sao con này hai máy đề ba chậm mà đâm hậu nó kinh khủng. Đấy, máy đề ba nhanh. Máy đề ba nhanh mà. Hai máy nó phải giật nhé luôn. Hai máy đề ba nhanh mà. Hả? Kinh khủng. Ok, được á các bạn, được á, kèo này được á. Bị tên cực. It was at this moment that he knew he fucked up. Đó, cái lưng nó đang anh ở trong hai đường mắt rồi. Quá hình đâm hậu bá đạo quá các bạn ơi. Hồi đó mình nhớ được nào mình có test con này với con Để chỗ này tôi rất là mượt luôn nhá. MV rồi nhưng mà hình như là lâu lắm rồi mình không có chơi lại. Thực sự con xe này nó bá vãi chưởng. Rồi ok, vậy thôi thì video này mình xin dừng tại đây nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này và hẹn gặp các bạn ở video sau. Thì tập sau có thể mình sẽ chạy một số xe mà lâu rồi mình không có chạy. Cá mập nè, mấy con naked nè. Nhưng mà cái dòng
mấy cái dòng mà Touring, Harley Davidson thì mình khó khoái lắm. Trong kênh mình thì có bạn Lê Hoàng thì bạn nói rất là khoái, còn mình thì khó khoái, tức là mình thích mấy con sport này hơn và chạy nó đã hơn thôi. Rồi, ok, và chúc bạn xem vui vẻ nha. Bye bye.